Thưa quý vị, một vụ đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với công an thành phố Sóc Trăng triệt phá, bắt giữ 16 đối tượng, tạm giữ số tiền 350 triệu đồng. Trước đó vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 tại số nhà 753 đường 30 tháng 4 phường 3 thành phố Sóc Trăng, lực lượng công an đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Khi phát hiện lực lượng công an, một số đối tượng đã chống trả, tấn công và tẩu thoát. Lực lượng công an đã bắt giữ được 16 đối tượng, tạm giữ số tang vật gồm 2 bộ bài tài xỉu, 19 bộ bài tây, 18 điện thoại di động, 9 xe mô tô và số tiền trên 350 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng đến cơ quan công an để phối hợp làm việc. Ngày 29 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Thắng, trú tại Quảng Nam để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 4, khi bị tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đồng Nai đang thực hiện xử lý vi phạm nồng độ cồn tại quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn huyện Long Thành, kiểm tra phát hiện Lê Văn Thắng điều khiển xe mô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Khi tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định tạm giữ xe, thì bất ngờ Thắng đã trèo lên thùng xe tải chuyên dụng của tổ công tác, châm lửa đốt xe của đối tượng và bốc cháy lan sang 3 xe mô tô khác. Hậu quả làm 4 xe mô tô bị hư hỏng. Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Minh Vương, trú tại xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tổ công tác của công an thị xã phối hợp với công an phường Hoài Hảo tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến khu vực Phụng Du 2, phường Hoài Hảo thì phát hiện Nguyễn Minh Vương có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra và phát hiện trên người Vương có 2 gói chứa hạt tinh thể nghi là ma túy. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận đó là ma túy đá. Trong lúc đang chờ giao ma túy cho con nghiện thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Ngày 29 tháng 4, ngày nghỉ lễ thứ 3, dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, toàn quốc đã xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 72 người. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra xử lý 15.473 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc nhà nước 34 tỷ 933 triệu đồng, trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 4.471 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 4.332 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 148 trường hợp, quá khổ giới hạn 35 trường hợp, tự ý cải tạo phương tiện 8 trường hợp, vi phạm ma túy 15 trường hợp. Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra xử lý 132 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước 135 triệu đồng. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới trong một ngày rất đặc biệt trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thưa quý vị, cách đây 49 năm, đúng vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của quân giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, sao huyệt cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn, báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Chiến thắng ấy mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đóng góp của các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân Việt Nam. Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chúng ta càng thêm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, tự hào về truyền thống đoàn kết và tinh thần kiên quyết, kiên trì, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Từ khát vọng thống nhất non sông năm xưa, nay được lớp lớp người Việt Nam kế thừa, phát huy và chung tay hành động vì khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong chiến thắng ấy, có những đóng góp không nhỏ của lực lượng công an. Cùng với lực lượng miền Bắc bảo vệ an toàn hậu phương lớn, hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ công an chi viện cho chiến trường miền Nam đã cùng với quân và dân chiến đấu anh dũng đến ngày toàn thắng.
Những bức ảnh được Đại tá Nguyễn Trọng Doãn nâng niu, một thời trận mạc, một thời chiến đấu, một đời lính. 18 tuổi nhập ngũ, cũng như bao chàng trai cô gái khi đó, anh thanh niên Nguyễn Trọng Doãn hồ hởi lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam. 6 năm ở chiến trường, chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh và những đồng đội ngã xuống, càng thôi thúc ông và những người ở lại chiến đấu với kẻ thù. Đất nước có chiến tranh, vì miền Nam ruột thịt, thì sẵn sàng có thể hy sinh. Và những năm ở trong chiến trường thì bạn bè tôi chết nhiều lắm. Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì miền Nam ruột thịt. Suốt những năm 1959-1975, hơn 11.000 cán bộ công an đã chi viện cho khắp các chiến trường miền Nam. Cùng với lực lượng tại chỗ, chiến đấu ngoan cường, anh dũng cho đến ngày giải phóng. Tại sao cái vùng này có nhiều an ninh, ngụy chẳng hạn, có nhiều tình báo ngụy chẳng hạn thì họ biết. Nhưng mình ở ngoài mới vào không biết được. Nhưng làm sao có thể khai thác được những tài liệu ấy thì mình có kinh nghiệm hơn. Vì thế cho nên giữa cái lực lượng an ninh chi viện với an ninh tại chỗ hỗ trợ cho nhau rất nhiều. Mỗi anh có cái thế mạnh nhất định thì những thế mạnh ấy hỗ trợ nhau, bù trừ cho nhau và tạo nên sức mạnh, tạo nên chiến thắng ở miền Nam. Dũng cảm lập công nơi chiến trường gian khổ ác liệt, tấn công mạnh mẽ vào các cơ quan của địch ở nội đô, bảo vệ an toàn bí mật các cơ quan đầu não của Trung ương Cục miền Nam, bám đất, bám dân, gây dựng phong trào. Lực lượng công an chi viện đã góp phần quan trọng vào ngày đại thắng. Đi bảo vệ non sông đất nước, bảo vệ gia đình. Thế và khi mà đất nước đã giải phóng rồi thì mình cảm thấy là hoàn toàn yên tâm. Bởi vì cái sức trẻ của mình đã đem ra để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ba chữ vẫn còn sống được ông Doãn nắn nót bên cạnh khoảnh khắc nụ cười của ngày đại thắng. Trang nhật ký bằng ảnh gợi nhắc ông những cảm xúc sống động như mới ngày hôm qua. Chiến dịch Hồ Chí Minh, chúng tôi hành quân đi qua rừng cao su thì thấy các cái sư đoàn, các binh đoàn, rồi có cả xe tăng, có cả ô tô chở quân đội, thì lúc ấy cũng rất phấn khởi. Nhưng mà khi được cái nghe tin giải phóng miền Nam, ngay ngày 16 xuất quân thì chưa không biết rồi. Thế nhưng mà sáng 30 thì biết. Thì đấy là cái sung sướng mình sẽ được về nhà hòa bình rồi, đất nước. Thưa quý vị, đại thắng mùa xuân năm 1975 đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Mốc son chói lọi ấy là thắng lợi của cuộc chiến tranh nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đóng góp của các lực lượng vũ trang, của toàn dân, trong đó có đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân. Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an sẽ có những chia sẻ cụ thể ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban đã dành thời gian cho chương trình. Thưa Thiếu tướng, có thể nói là cuộc chiến đấu toàn dân toàn diện đánh đuổi đế quốc Mỹ của chúng ta đã đi đến thắng lợi cuối cùng. Thiếu tướng có thể phân tích làm rõ hơn ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của chiến thắng này được không ạ? Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra trong 21 năm và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì đây, cái thắng lợi của cái đại thắng mùa xuân năm 1975 nó là kết tinh và hội tụ của cái tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại, sức mạnh của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta. Trong đó thì lực lượng công an dân
cũng góp một cái phần rất là quan trọng. Vâng, cùng với sự chủ động và quyết đoán của lực lượng công an thì có lẽ thế trận lòng dân cũng là một trong những yếu tố mấu chốt để làm nên thắng lợi của lực lượng công an trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước này, phải không ạ? Có lẽ là lực lượng công an là một trong những lực lượng mà quán triệt rất là sâu sắc cái tư tưởng công an nhân dân, công an vì dân và phục vụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và nó đã hình thành một cái đường lối gọi là công an nhân dân. Xây dựng thế trận lòng dân ở đây đối người công an chính là biết dựa vào dân. Hai nữa là biết phát huy cái ý thức tinh thần cảnh giác của nhân dân. Và cái điểm thứ ba là biết phát động cái sự đoàn kết nhất trí ủng hộ của nhân dân đối công an. Và để phát huy cái tinh thần đoàn kết toàn dân thì phải làm cho dân hiểu được cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm cũng như là cái xây dựng cái ý thức trách nhiệm của mình. Thì đây là cái điều mà lực lượng công an làm được và làm tốt trong cái thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Mà như chúng ta biết đó là những cái câu chuyện cảnh giác, những buổi phát thanh cái thời kỳ mà miền Bắc chống dân địa bị kích. Thì đấy là một cái ví dụ rất là sinh động. Một cái điểm thứ hai nữa là chúng ta phải làm thế nào gần dân để cho dân hiểu mình, dân tin mình và dân tin, dân yêu và đương nhiên dân sẽ giúp đỡ công an. Thì điều này an ninh miền Nam làm được rất tốt. Cho nên ở miền Nam, các bậc tiền bối có nói một cái câu, ở miền Nam đối lực lượng an ninh thiếu gì thì thiếu nhưng mà không thể thiếu dân. Nếu thiếu dân là chết. Cho nên là tôi cho rằng đây là cái bài học, có thể nói là bài học rất là có giá trị, một bài học vĩnh cửu đối lực lượng công an. Và muốn làm được điều thế, chúng ta phải xây dựng được thế trận an ninh nhân dân. Và muốn xây dựng thế trận an ninh nhân dân thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải hết sức tin dân và chúng ta phải phát huy được cái tinh thần ý thức trách nhiệm bảo vệ an ninh Tổ quốc của mỗi một người dân. Vâng, có thể thấy tinh thần của chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay vẫn để lại những bài học vô cùng quan trọng đối với mọi mặt công tác công an. Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ công an nhân dân, chúng ta đang đứng trước những yêu cầu gì ạ, thưa Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban? Kháng chiến chống Mỹ cứu nước của chúng ta đã kết thúc 49 năm rồi. Nghĩa là nói về cái cuộc chiến tranh giữ nước thì chúng ta cũng đã ngưng tiếng súng 49 năm nay. Nhưng mà dĩ nhiên cuộc chiến tranh để bảo vệ để bảo vệ Tổ quốc thì có lẽ tôi nghĩ là không bao giờ ngưng tiếng súng. Cho người ta nói một cái câu rất hay, đó chính là anh muốn bảo vệ hòa bình, anh phải chuẩn bị cho chiến tranh. Đây là một cái điều mà chúng ta phải chú ý để giáo dục cái thế hệ trẻ. Cũng có những cái nhà chính trị người ta nói này, là cái thái độ của lớp trẻ đối với lịch sử đấy chính là thước đo cái uy tín của chính quyền. Cho nên nếu mà nói điều này thì cái việc giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống, giáo dục cái tinh thần gọi là trọng nghĩa đối với thế hệ trẻ là một trong yêu cầu có lẽ đặc biệt quan trọng hiện nay. Hai nữa là phải kết hợp rất là chặt chẽ cả về lợi ích, cả về trách nhiệm giữa xây dựng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân với cái công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng cái tiềm lực quốc phòng. Phải hai cái đó phải đi song song với nhau. Chúng ta cũng cần phải phát huy và động viên cái tinh thần gọi là của tuổi trẻ thanh niên, thế rồi khơi dậy những cái khát vọng của dân tộc chúng ta, đó là khát vọng về hòa bình, về độc lập, về hòa bình, thế rồi cái khát vọng mà thống nhất đất nước, rồi khát vọng về dân chủ, khát vọng về công bằng mà bao nhiêu đời ông cha ta và nhất là đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng và đấu tranh trong bao nhiêu năm nay. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban trong chương trình hôm nay. Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác,
Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng ngày 29 tháng 4, thì trong tháng 4 này, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được là nhờ chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn đang tiếp tục phát huy tác dụng. Trong tổng số gần 6,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 tháng qua, thì khách đến bằng đường hàng không chiếm 83,7%, đường bộ là 13,8% và đường biển là 2,5%. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống 4 tháng đầu của năm 2024 ước đạt 237.300 tỷ đồng, tăng 15,3%. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 19.400 tỷ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý vị, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, tức ngày 20-23 tháng 3 âm lịch, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn ra lễ hội Tháp Bà Ponaga. Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm, thu hút rất đông du khách thập phương về tham dự. Các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là lực lượng công an, đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự để lễ hội diễn ra được an toàn. Lễ thả hoa đăng và nghi thức rước bài vị Thánh Mẫu từ Tháp Bà đi qua các khu dân cư là một trong những nghi thức truyền thống mở màn cho lễ hội Tháp Bà Ponaga. Đây là nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân tộc Chăm được gìn giữ, bảo tồn qua bao đời nay. Để các nghi thức được diễn ra thuận lợi, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông khu vực rước tháp và những nơi đoàn rước kiệu đi qua. Các lực lượng nghiệp vụ cũng được huy động đứng chốt cả trong và ngoài tháp nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự cho các hoạt động diễn ra an toàn. Công an phường cũng đã phối hợp với bảo vệ dân phố, dân quân, đồn biên phòng cũng như các lực lượng bảo vệ của Tháp Bà cũng như là các đội nghiệp vụ của công an phố và công an tỉnh tuần tra kiểm soát địa bàn, rồi nhắc nhở tuyên truyền cho người dân về vấn đề ý thức bảo vệ tài sản của mình. Lễ hội Tháp Bà Ponaga được tổ chức định kỳ hàng năm với rất nhiều hoạt động nổi bật như lễ thay y, lễ cầu quốc thái dân an, lễ cúng thị thực, lễ Tết cổ truyền, lễ khai diên và tôn vương, múa bóng. Hàng năm đến ngày diễn ra lễ hội Tháp Bà Ponaga, cộng đồng người Chăm ở Khánh Hòa và các tỉnh thành trong khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên đều náo nức về tham dự. Công an Khánh Hòa đã chia ca bảo vệ suốt 24 trên 24 giờ trong những ngày diễn ra lễ hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân và du khách khi đến với lễ hội. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho lễ hội, công an thành phố đã xây dựng phương án, chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an phường bố trí lực lượng đảm bảo an ninh an toàn cho các hoạt động của lễ hội, đồng thời huy động lực lượng đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Công tác an ninh ở đây cũng rất là kỹ lưỡng và rất là an toàn. Các anh bên công an rồi cũng bố trí các cái vị trí canh chốt và hỗ trợ cho người dân, hướng dẫn cho người dân tham quan du lịch rất là tốt. Lễ hội truyền thống Tháp Bà Ponaga năm nay trùng với dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nên lượng khách đổ về tham dự lễ hội rất đông. Tập trung thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất, Công an Khánh Hòa đang cùng các lực lượng khác góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân và du khách gần xa. Những nội dung chính trong phần tiếp theo: Anh từ chối tiếp nhận lại những người xin tị nạn từ Ireland. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu rà soát toàn diện các tuyến vận tải thủy nội địa. Hà Nội yêu cầu tuần đường trực 24 trên 24 giờ suốt kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4. Đó là nội dung sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mất an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải, đặc biệt trong những tình huống điều kiện thời tiết bất lợi, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện trên các tuyến vận tải thủy nội địa, tuyến vận tải khách từ bờ ra đảo, việc chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động vận tải khách. Ngoài ra, kiểm tra định biên và danh bạ thuyền viên, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn, không trang bị phao cứu sinh, không mặc áo phao theo quy định.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ bố trí lực lượng cơ động thường trực 24 trên 24 giờ trong các ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 để kịp thời giải quyết các công việc có liên quan đến công trình giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn, giảm đến mức tối đa tai nạn và ùn tắc. Tăng cường công tác gác trực cảnh giới tại các vị trí đường ngang giao cắt với đường sắt không chắn nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông. Tiếp tục tổ chức rà soát và vuốt nối đảm bảo êm thuận tại các khu vực giao cắt với đường sắt. Từ 17 giờ ngày 3 tháng 5 đến 17 giờ ngày 11 tháng 5, học sinh thành phố Hồ Chí Minh có thể đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 trên cổng thông tin tuyển sinh lớp 10. Nhằm hỗ trợ phụ huynh thí sinh tìm hiểu thông tin để đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh triển khai cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn. Cổng thông tin cung cấp toàn bộ văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về công tác tuyển sinh, đăng ký tuyển sinh vào lớp 10, thông tin chi tiết về các trường trung học phổ thông, gồm địa chỉ trường, chỉ tiêu tuyển sinh, loại hình đào tạo, các môn tự chọn. Tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các báo số ra sáng ngày hôm nay. Hôm nay 30 tháng 4, đúng 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, nhiều trang báo đã có các bài viết về sự kiện trọng đại này, trong đó báo Công an Nhân dân đăng tải bài viết có nhan đề Khát vọng và hiện thực hòa bình, thống nhất hùng cường. Nội dung bài viết nhấn mạnh từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng, non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường. Tinh thần đoàn kết ấy đã hun đúc trong nhiều thế hệ và tiếp tục được bồi đắp trong thời đại Hồ Chí Minh với niềm tin, dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. Và dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta, tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Ngày 30 tháng 5, ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ là dấu mốc huy hoàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam mà còn là biểu tượng cổ vũ các dân tộc dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giành lại độc lập dân tộc. Đây là nhận định của tiến sĩ Ruvisle Gonzalez Saez, một trong những chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về Việt Nam ở khu vực Mỹ Latin, thông tin đăng tải trên báo Nhân dân. Tiến sĩ Ruvisle Gonzalez Saez, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc tế của Cuba, nhấn mạnh ý nghĩa kép của ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975 đối với Việt Nam và thế giới. Đại thắng mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thể hiện sự kiên trì, ý chí kiên cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Ngày toàn thắng nối liền một dải non sông là lời khẳng định đanh thép rằng chỉ có duy nhất một nước Việt Nam, đồng thời mở ra con đường chủ nghĩa xã hội. Ông Ruvisle Gonzalez Saez cho rằng kinh nghiệm thực tiễn và chính sách đối ngoại của Việt Nam là bài học cho thế giới, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ quốc tế phức tạp như hiện nay. Với lập trường làm bạn với tất cả các nước, Việt Nam không chỉ là tấm gương cho các nước Nam bán cầu mà còn cả cho các cường quốc. Một số thông tin đáng chú ý khác, Bộ Công an đã có thông tin về một số điểm mới trong dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7. Đáng chú ý, dự luật bổ sung mới nội dung về điểm của giấy phép lái xe, thông tin đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Theo đó, thì điểm giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý bằng lái, gồm 12 điểm. Người lái xe có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ bị trừ điểm bằng lái theo quy định của Chính phủ. Dữ liệu về điểm trừ đối với người vi phạm sẽ được cập nhật về hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi hình thức xử phạt có hiệu lực thi hành. Bằng lái xe được phục hồi đủ 12 điểm khi chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm bị trừ điểm gần nhất. Trường hợp bằng lái xe trừ hết điểm thì người được cấp bằng lái phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức. Có kết quả đạt yêu cầu thì mới được phục hồi đủ 12 điểm.